làm cái chuyện mà thằng đàn ông với con đàn bà thiệt là xíu nha. Không, 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 để tao ra, tao lại mày, mày ra, mày không được làm như vậy. Không, 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 mày ra đi, mày ra lớn lên, cứu tôi dai đi, để coi ai bước đi cứu mày. Một con đàn bà dâm loạn, nhà này là nhà của tao, tao tắt thằng nào bước đi cứu mày á. Lúc đó nó nói là có động phòng mà giờ lại nói là không động phòng. Vậy nó có hiểu động phòng là cái gì không? Nếu hiểu, tại sao lại hai lời? Nếu đúng cái thai con của nó thì tại sao nó quả quyết và đuổi Trà đi? Trời ơi!